nó cay một cái là mẹ cái đợt dịch nó đang đúng cái đỉnh cao phong độ của mình. Ờ, ghi bàn đều vậy đấy, mẹ cứ 2 tháng ghi 1 bàn ạ. À, đang vào form, đá thì thể lực đang lên, mẹ bình thường đá được khoảng 5-10 phút thôi, bây giờ đá được hẳn mẹ 15-16 phút. Ôi mẹ khỏe đá được 20 phút, mẹ đang thích, em ghi béo nhá. Ủa, nói cái dịch mở, à nói cái mẹ mới đi đá bóng. Ông biết từ hôm qua đến bây giờ bọn tôi chỉ nằm chồng dái lên trời để đợi mẹ xem có cái thông tin nào gọi là giãn cách cái hoạt động ngoài trời ra cho phép hoạt động không. Mong mẹ đái ra, tại vì ngày mai là thứ 3 được đi đá bóng. Tôi còn nhớ cách đây khoảng hơn 1 tháng, cái trận bóng cuối cùng mà tôi ngồi đá, ừ, đá xong một cái, tại vì lúc ấy là dịch rồi mà, bắt đầu cấm đá rồi. Hết hôm một đấy, đúng tối thứ 3 đấy là đá xong một cái là bắt đầu giãn cách luôn. Đá xong một cái là bọn tôi ngồi ở sân bóng, nhìn từng ngọn cỏ, từng cái vạch vôi kẻ sân, từng cái mảnh lưới rách. Bọn tôi tự hỏi trong đầu là bao giờ anh em mới được đi đá bóng tiếp. Trời ơi, khổ đéo chịu được. Cứ tưởng là nó mở cửa rồi nhưng mà không. Vẫn thế, ừ, bây giờ phải chịu đi, biết làm sao. Người yếu mẹ em tong teo mẹ đi hết rồi, các bạn nhìn xem. Cảm ơn bà Thông nhá. Mà nó cay một cái là mẹ cái đợt dịch nó đang đúng cái đỉnh cao phong độ của mình. Ừ, ghi bàn đều vậy đấy. Mẹ cứ 2 tháng ghi 1 bàn ạ. À, đang vào form, đá thì thể lực đang lên. Mẹ bình thường đá được khoảng 5-10 phút thôi, bây giờ đá được hẳn mẹ 15-16 phút. Ôi mẹ khỏe đá được 20 phút. Mẹ đang thích, ghi béo nhá.